ba người chạy hết. Đánh thằng gì mình nưa con ấy có đáng đáng chạy tất cả chạy hết đình người ta mà cho về chưa. Bây giờ nếu mình bán hết tiền đi không để tiền không để tiền nữa lãi đó lãi không trả chút thì nào ai trả không ấy lãi lỗ chứ không phải lãi mới đầu là tính lãi nhưng mà thành lỗ thì đi buôn thì nó mới đầu chả tính lãi có đúng không? Đi buôn thì ai cũng tính lãi nhưng mà đến lúc nó lỗ thì cũng phải chịu chứ. Chứ có ai là người buôn lại không tính lãi đâu. Nhưng mà này đi buôn tính lãi dần dần nó lỗ thì lỗ cũng phải ăn lãi nè nên đấy rồi lỗ cũng phải ăn. Ăn nốt cái này béo khả năng là ít con này nè tao mà đi bắt được con tốt nữa là hoa. Một chút đi nhớ bây giờ ít con này tao mà mình đi bắt thêm được con tốt nữa là nga hoa thôi đấy thấy chưa. Để bắt được hai tốt là hòa là bên trí tượng này là phải hòa không còn đánh cái gì là lừa để đi bắt tốt đi nhé. Chiều tướng dài hết xong chiếu giả đã chiều tốt không gì. Người nhớ mỗi người một cái con bắt tốt đi tướng đi bỏ lại đi không cần bắt tốt đã còn giống nữa nó sao nó nhập cung à cung mà nhập được không phải sợ tại là trốt đen nữa ta nên nhập cung hạ thua luôn không là tốt nó sang tận nhập cung khổ lắm biết rồi. Này cứ để lai dài bên đây bắt được con trốt đi là mồm là ăn ngay đấy không phải mỡ nhìn như là mỡ ở đâu đấy ở đây ra đấy không ở đây nó ở đây cuối cái mỡ ở đây à đuối mỡ đúng rồi quyền chạy vào mồm là ăn ngay đấy lại ngỡ là con mỡ nhưng mà nhìn nhầm mà cứ bảo con mỡ đấy trong ra đuổi không phải là vào mồm đâu nhá
ăn được. Không, nhưng mà ai bảo mã đi vào đây? Ai bảo đi, cứ tướng bỏ lại xong ăn quân còn đánh làm sao được. Chưa kịp quay đã hết cờ rồi. Nhanh thế. Ê, không đánh chớp này. Ê, bao nhỉ? Đánh chớp này nó vui. Không hiểu, nước cũng nhanh mà, đến lúc nó thua nó nhanh mà. Thì nước rất là nhanh, nhưng mà đến lúc lại sai. Trông rất là, trông lãi, trông cứ như là lãi. Trông rất đông lãi mà đến lúc nó lại lỗ. Đến lúc lãi mà đến lúc nó lại lỗ. Ôi, mất quần này đấy. Ôi dồi ôi. Nào cũng được. Lộn vào. Quần mã này lại về hồi về đây. Chú. Lộn vào. Hay. Chị trả hay. Đánh hay đấy. Nước quá hay đấy. Nước đấy là nước quá hay rồi đấy. Không, nhưng mà cũng chưa hay lắm thì biết đâu được, vẫn còn lắm con đó. Nhưng mà sử cái pha đây là tạm được rồi. Pha được. Đây là yên tâm chui vừa được. Pha được. Còn anh chớp thì nó cũng hay lỗi. Thì chớp nhiều khi thì chớp là nó hay sai lắm. Một là mình sai, hai là họ sai. Thì chạy sớm thì cũng chạy sớm thì lại bí không chạy được thật. Lại dính mỏ với nhau. Đôi bố cô này dính mỏ với nhau rồi. Kỉnh. Dính với nhau rồi. Hai con bố cô này dính mỏ với nhau rồi. Hai con bố cô dính mỏ vào nhau. Con lợn này không lợn, lợn thì cắm. Cắm đây. Kệ cứ... Kệ. Kệ. Nước này thì bình thường quá. Bình thường thì kệ. Gần. Gần. Con trước này lụt. Con trước này ăn tướng này lụt không sợ. Ăn con này. Tôi ra đây cho bắt cái này, cho cứ ăn cái này. Kệ. Ăn đây. Đây còn ăn cái này nữa mà. Đấy. Đây là hết đường. Hết đường ngắn này này. Con chui vào được. Chui đi đâu? Là cái chui đi này. Đấy đi. Được chưa? Rồi. Đấy, họ bắt cái gì của mình đâu, mặt ra. Chỗ. Mặt ra. Thế thôi. Đó còn đủ trăm bộ hổ không sợ. Đủ tam bộ hổ này. Đủ đi. Đủ tam bộ hổ này. Chỗ này phân nữa. Trả xế. Là chuẩn bị hết này. Ôi giời ơi, thụt. Ôi giời, họ ăn vào đây này. Ôi giời ơi.
đủ sàn bộ hố à. Nhưng mà nó nhanh nó vui nhỉ. Ừ, nó vui lắm. Nhưng mà bao giờ cô nhận nhanh thì em xử lý cũng tốt, nhưng mà nó không tốt lắm bên đây thôi đúng không? Nó sẽ thấp mà nước thôi. Chứ xử lý cũng khá là tốt đúng không? Quá tuyệt vời. Nhưng mà nó nhanh quá, đâm ra nó lỗi. Nó gọi là chớp mà nó rất nhanh. Đúng rồi. Thế ra ngoài nó hết mây đây này.